cho bao nhiêu đam mê dâng lên đất con tim này, cứ nghĩ đến vinh quang cho đôi chân này thêm sức chạy. Yeah, từng bay lên cao đi pa pa bự, suốt trái bóng mê say mama bay lại đây đỡ ngày. Chớp chớp tăng ga thêm sức mạnh, nhịp cùng lối chơi đang tung hoành. Vì cuộc rút bóng rất cool vì có anh em bên cạnh. Tán tốt hết sức dâng lên cao nào, cố gắng bứt phá lấy hết vinh quang để cúp về tay ai được đứng. Fan đá bóng chân chính không thể bỏ qua cuộc thi này. Ngọc vừa nhận được thông tin bí mật mà ai cũng biết từ anh Đỗ Kim Phúc Freestyle Football. Quà siêu hấp dẫn luôn á. Tham gia ngay các bạn ơi. Cách thức tham gia Ngọc để dưới phần mô tả clip nha.